Xin chào quý khách hàng. Ngày hôm nay Pico sẽ tiến hành quay thưởng tìm ra hai khách hàng trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan khi mua sắm tại Pico vào ngày 24 tháng 5 năm 2015. Theo dữ liệu từ hệ thống của Pico, tổng số 52.068 mã số dự thưởng đủ điều kiện cho phiên quay ngày hôm nay. Phiên quay bắt đầu. Kính thưa quý khách, trong thời gian vừa rồi đã có rất nhiều khách hàng trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan khi mua sắm tại Pico. Và ngày hôm nay, Pico sẽ tiếp tục chúc mừng một vị khách hàng đã mua sắm tại Pico và trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan. Xin chúc mừng khách hàng Nguyễn Hoàng Long có mã số trúng thưởng 524001 512993245, số hóa đơn 151299 3 TS, ngày xuất kho 24 tháng 5 năm 2015, địa chỉ nhà C4 ngách 39 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Xin chúc mừng khách hàng Nguyễn Hoàng Long. Và bây giờ chúng tôi xin quay thưởng để tìm ra một vị khách hàng may mắn tiếp theo trong ngày 24 tháng 5. Phiên quay bắt đầu. Trong thời gian này, quý khách hàng có thể truy cập vào website muahetduclua.pico.vn để tra cứu mã số dự thưởng của mình và xem danh sách của những khách hàng đã trúng thưởng. Xin chúc mừng khách hàng thứ hai trúng thưởng trong ngày hôm nay, khách hàng Hoàng Khắc Thành, mã số trúng thưởng 365871. 512856247, số hóa đơn 151256TS, ngày xuất kho 24 tháng 5 năm 2015. Xin chúc mừng khách hàng Hoàng Khắc Thành. Xin hẹn gặp lại quý khách hàng trong phiên quay ngày tiếp theo.